Kính thưa các bạn, là một người mà xuất thân từ cơ khí với tàu máy nên tôi cũng thấu hiểu được và thông cảm chia sẻ với một số bạn trong thực tế là không học về điều khiển, không học về điện nhưng có những cái ước mơ, những cái yêu thích làm những cái mạch điều khiển cho những cái thiết bị xung quanh mình hay là làm cho những cái ứng dụng trong thực tế trong cuộc sống. Thì trên cái cơ sở đó đó thì tôi đã làm một cái loạt video clip về điện tử căn bản. Tuy là hiện nay nó cũng chưa có hoàn thành hết cái loạt video clip đó nhưng mà tôi vẫn tiếp tục làm cái loạt đó. Và bây giờ thì tôi cũng làm thêm một cái loạt video clip khác, đó là về lập trình vi điều khiển. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn á là một cái dòng vi điều khiển của một cái hãng, đó là nó đúng hơn là cái mạch mà có vi điều khiển của cái hãng Arduino. Đây là một cái hãng nổi tiếng trên thế giới. Thì cái hãng này á nó bán rất là nhiều cái sản phẩm và cái giá thành của nó tương đối là chấp nhận được, mà tôi thấy nó khá hay nên tôi muốn giới thiệu cùng cùng các bạn ở đây. Ở đây á thì như chúng ta biết á là rất là có nhiều người mong muốn thực hiện vụ điều khiển, nhưng mà hiện nay á trên thị trường á thì những cái mạch mà nó bán để mà mình thực hành điều khiển vi điều khiển đó thì nó bán cũng hơi mắc tiền là một. Thứ hai là nó cũng bán tùm lum hết trơn, là nó không có tiêu chuẩn thống nhất, và cũng là một cái dịp tình cờ là tôi có thấy được một cái mạch nó nhỏ nhỏ nó như thế này mà trên thế giới người ta hay dùng lắm, nên tôi muốn giới thiệu với các bạn một cách bài bản, có trước có sau, một cách bài bản từ đầu đến cuối để mà chúng ta cùng nhau chúng ta chia sẻ. Thì cái mạch Arduino á, mục tiêu website Arduino, nó có nhiều mạch và giá thành khác nhau. Thì hiện nay cái tôi đang dùng á, là cái mạch này giá thành khoảng chừng là 350 thôi. Thì nó không 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 phải là, nếu mà một cái mạch điều khiển mà 350 thì thật sự là không phải là mắc. Thì cái mạch này là do Ý nó sản xuất và nó bán trên toàn thế giới, và nó thậm chí nó còn nhượng quyền lại cho một số cái quốc gia khác nữa. Người ta mua về sau đó người ta mới chế tạo lại và có thể bán là giá thành rẻ hơn. Thì hiện nay trên thị trường nó có hai cái dòng mạch chính. Dòng thứ nhất á, là dòng của Ý, dòng thứ hai á, là dòng của Đài Loan và Trung Quốc. Thì cái dòng Đài Loan Trung Quốc á, thông thường là nó nhái lại cái sản phẩm của dòng Ý, nó thành ra là cái giá thành nó rẻ hơn khoảng chừng phân nửa. Còn dòng của Ý á, thì giá thành nó cao hơn gấp đôi, nhưng mà bù lại á, thì dòng của Ý nó tốt hơn, nó xài lâu hơn. Còn cái mạch của Trung Quốc và Đài Loan á, thì nó xài là khoảng chừng 2 năm thôi. Thì tùy theo nhu cầu mà các bạn có thể lựa chọn cái dòng sản phẩm nào mà cho nó hợp lý. Thì nó có nhiều cái dạng mạch, mạch Leonardo, mạch Mega, vân vân. Thì hiện nay á, là tôi dùng cái mạch Uno, cái này khoảng chừng là 350. Thì cái mạch này nó có một cái ưu điểm là do nó là một cái mã nguồn mở. Là đây nó có giới thiệu, nó đây nó là một cái mã nguồn mở là nó dùng cho cả thế giới luôn, cả thế giới cùng. Đây là một cái như giới thiệu nè, Arduino là một cái mạch điện tử mà mã nguồn mở. Nó dễ, là một cái phần mềm, phần cứng và phần mềm dễ sử dụng ha. Nó thích hợp cho những cái người làm về nghệ thuật, người làm về thiết kế, những cái người mà yêu thích hoặc là những bất cứ cái ai mà thích trong cái lĩnh vực mà sáng tạo. Và nó còn cho mình những cái chương trình code mà viết sẵn. Thì để mà sử dụng được Arduino thì trước hết các bạn phải cài phần mềm nó đã, bạn cho một download download
thì các bạn sẽ đầu tiên là bạn phải download cái Arduino IDE. Thì ở đây nó có nhiều phiên bản, thì tôi dùng là phiên bản là Arduino 1.0.5. Thì bạn kích vào Windows Installer, tức là cài đặt cho Windows. Nó có hai loại là 30 Windows Installer, thì bạn kích vào thì các bạn sẽ download về và các bạn xài thôi. Thì hiện nay ở trên màn hình này thì tôi đã download về rồi. Chờ một chút các bạn. Thì trong đây nè, nó có rất là nhiều cái ví dụ. Trong đây có rất là nhiều cái ví dụ ha. Và những cái ví dụ cho sẵn ta có thể học từ trong đây. Thí dụ người ta nói là link, tức là điều khiển led mà mờ hay sáng ha, thì nó có cho cái ví dụ trong đây. Dựa vào đây chúng ta có thể lập trình được. Và để mà các bạn muốn lập trình, muốn hiểu khả năng lập trình được, thì tốt nhất là các bạn nên học, nên mua một cái đĩa nó dạy là lập trình C. Nó bán ở ngoài nhà sách cũng hai mấy ngàn đĩa thôi. Ta mua về chúng ta ngồi và tự học lập trình C, rồi chúng ta có thể là cài thêm cái phần mềm turbo C. Khi mà mình học á, thì mình dùng phần mềm đó mình kiểm tra lại, kiểm tra những cái lệnh để mà mình nhớ cho nó dễ. Rồi từ cơ sở đó thì mình sẽ dễ dàng để mà mình lập trình hơn. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể là lên trên đây, trên đây chúng ta sạch cái nó. Thí dụ như chúng ta muốn sạch cái mạch làm cho RC servo đi chẳng hạn. Đó. Người ta sạch đây. Đó. Thì nó sẽ chỉ mình luôn là cách nối mạch như thế nào. Đó. Cách nối mạch thế nào để mà rồi cái viết code là sao. Thì trên cái code này chúng ta có thể sửa ra được, hay là ta sạch thử cái blink như hồi nãy ta nói sạch cái blink đây. Đây là cách để mà người ta mà nó nói mạch đây. Nó dùng để điều khiển cái con led mà sáng tối. Và đây là cái mã code của nó. Thì hiện nay nếu mà bạn nào mà đã rành về lập trình rồi á, bạn nào đã biết lập trình rồi á, mà chưa có không biết thực hành, thì có thể là nhìn cái này và chúng ta tự học được. Thì có lẽ là các video clip á, nó sẽ còn kéo dài. Thì hiện nay á, là cái này chỉ là mới là cái giới thiệu ban đầu thôi, và những video clip kế tiếp á, thì chúng ta sẽ đi vào những cái bài từng bài cụ thể. Ở đây á, cái mạch này là nó có thể kết nối với Bluetooth, và Bluetooth này có thể kết nối với điện thoại di động, dùng điện thoại di động để điều khiển mạch này và để điều khiển động cơ hay là những cái thứ khác. Đó. Thì tôi thấy cũng rất là thú vị và mong muốn là được chia sẻ cùng các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.